luôn Bệnh phải bệnh không? tật là về vấn đề gì chú? Thì ngơ lên là đi lang thang rồi đập phá rồi giết người lung tung Giết người luôn hả? rồi. Rồi đã giết ai chưa? Chưa giờ chứ mà đập nhiều người đi viện nhá. À, đã nhiều người đi viện rồi. Ừ. Thế bây giờ rồi con vào rồi có sao Không. không? Thật Thật. Có gì tôi chịu. không? Rồi chú chịu sao? Lỡ có chuyện gì thì làm sao chú chịu? Dạ, chào chú. À, Chí mà nó ở trong coi tivi trong vậy hả? Dạ. À, dạ kính thưa quý vị, Thành Nguyên tới cái hoàn cảnh này đó quý vị, cũng đi ở mấy cái xóm 6, xóm 4 này, Diễn Thọ, Diễn Châu đó. Thì tới đây thì được các cô hàng xóm cứ níu lại rồi nhờ thăm người này, thăm người kia. Thì cái hoàn cảnh của chú đây thì cũng là một trong những cái hoàn cảnh mà các cô dẫn tới. Chú ơi, con hỏi chú tên gì? đúng. Chú Đông ha. Dạ. Chú có thể kể qua về cái hoàn cảnh của chú hiện tại bây giờ như thế nào cho con chút xíu nào? Cuộc sống thì lương thưởng cũng có đây, đến ông còn nuôi những hai thằng, thằng thứ hai nó đi làm ăn mà thuê cung cấp hỗ trợ cho cha đấy, chứ có mỗi những thằng này thì bệnh tật lâu rồi. Dạ. Lương Bệnh thưởng bệnh tật là về vấn đề gì chú? thì ngơ lên là đi lang thang rồi đập phá rồi giết người lung Giết tung người luôn hả? rồi. Rồi đã giết ai chưa? Chưa giờ chứ mà đập nhiều người đi viện nhá. À, đã nhiều người đi viện rồi. Ừ. Thế bây giờ rồi con vào rồi có sao Không. không? Thật Thật. Có gì tôi chịu. không? Rồi chú chịu sao? Lỡ có chuyện gì thì làm sao chú chịu? Tôi có vặt đất ngoài thế đó. Bán vặt đất là tôi đền. Bán đất để đền. Hỏi chứ là tuổi già thì Dạ. cũng mà được chi ra nuôi con nhá, là như Dạ hai dạ. thằng con trai gật tổng đuối hai Rồi đứa năm nay em nó nhiều tuổi chưa chú? 32 tuổi. 32 tuổi. Mà bị bẩm sinh hay là sao ạ? Không, học lên lớp chuyển đi làm ăn 7 năm đảo Phú Quốc Kiên Giang thì cắm cô chia Lào chứ rồi về bắt đầu bệnh. Bệnh này nó À, như là 14 năm. đi đi xong rồi về tự nhiên về phát bệnh vậy hả? Là hiện như là 14 năm. Dạ. Rồi rồi vậy thì chú dẫn con vào cho con xem chút xíu nào. Thích thì cũng có như hái thăng tổng tội hái thăng đấy chứ. Em nó tên gì tụi con quên rồi chứ. Cáo màu lông. À, Long Long. Tím à. Vì nó đã hết tục rồi chứ. Vì đã hết tục rồi. Có gì thì luôn có. Long ơi. Để nó tết tục. Ôi, có bộ râu đẹp quá ha. Hả? Có bộ râu đẹp quá ha. Xem tivi, xem kênh gì vậy? Hả? Được, được không? Hả? Long, xem gì vậy? VTV3. À, VTV3 hả? À. Nhưng mà có biết đó là cái chương trình gì không? Biết không? Cái Hả? Biết chương trình gì không? Hả? cày Cày á hả? Đi cày á hả? Đây quý vị. Rồi ăn ở miết trong phòng vậy hả? Chứ không có đi chơi đâu à? bóng Đá bóng hả? Nhưng mà đá với ai? Đá với ai? Để cho anh cho cái tivi nó đã bé chút xíu nhá. Nó ồn quá. đã được mênh mông bạc À, đá nước mênh mông bát ngát hả? nước Hả? bạc mênh mông nước Bát mênh mông nước hả? cây Nhưng mà sao lại đá bóng bát mênh mông nước là sao? Là có nghĩa là cái bát cái chén này mênh mông nước hả? cắt Hả? Ôi, to cao quá ha. Đã có người yêu chưa? Không. Hả?
Đâu quý vị ạ, nói chung là không có biết gì. Nhà chú là có hai người con trai, mà đứa đầu thì đang đi đâu đấy nó. À đây là đầu. Còn đứa thứ hai thì đang nhỏ đang đi làm thuê phụ hồ phụ việc bên ngoài thế. À đang đi phụ hồ. Dạ sao ạ? Tức là coi như nằm ở trong nữa vì mến chưa đến được chỗ đó. Có nghĩa là vợ thờ mến có nghĩa là vợ của chú là chưa hết khó. Mới mất đấy hả? Đừng năm mà vài ngày nữa là dỗ đầu. À mấy ngày nữa là dỗ đầu để đâu. Dạ. Rồi cái chỗ mẹ nằm đâu? Long, dẫn anh vào đó. Đây ha. Dạ. Dạ dạ thôi rồi chú ơi. Dạ dạ thôi được rồi. Dạ. Dạ. Rồi ở đây thì ai ngủ? Chú ngủ đây hả? Thằng đó. À, Long nó ngủ đây. Chú ngủ ở cái hạt ngủ đấy. À. Ngủ đây. Đã có con yêu chưa? Hả? Long? Có yêu chưa? Giới thiệu cho anh nào. Hả? Chạy đâu vậy? Hỏi có yêu chưa? Ngại chạy mất tiêu. Chú cô cười. Dạ. Rồi như vậy là bây giờ cuộc sống của chú là chỉ có người con sau là đi làm hồ rồi nuôi hai cha con. Chứ bây giờ như vậy thì chú cũng đâu có làm được cái gì đâu ha. Không. Nhà dư thằng nó. Nhà để ăn dư thằng nó cho giảm ra khỏi con đập chết. Dạ. Hở khoảng hở nó ra đập chết. Nhưng mà có lúc nào mà leo cửa ra không chứ? Không. Không hả? Bên trên là thụp gai hết. Có nghĩa là chưa được thụp gai hết rồi. Có nghĩa là nếu như bây giờ mà chú có đi đâu á thì chú khóa cửa lại. Khóa cửa lại đi gửi hàng xóm. Gửi hàng xóm. Khi mà đi đồng cải là điền tôi về là vì mọi người là tôi ghi cái số điện thoại tôi từng nhớ mà hồi xóa hôm phá mất nhà đó. Dạ. Yeah. Là đồng cải là điền là ai lối khẩn trương như cô lao con đập cái con người ngồi nọ người chế rửa là phi phòng xe kia. Cuộc sống rồi khó khăn. Rồi cái khi mà Long nó đánh người như vậy á chú thì gia đình xử lý như thế nào? Thì cũng đền bù đó. Đền bù hả? Nói pháp lý thì cũng có mà sức mua một thời gian mà sự anh ngơi á rồi mà có cả linh nghi lớn nó làm công tác đền bù. Dạ. Là con làm thì cha chịu đó. À đó. Mệt ha. Cuộc sống dưới eo lẽ cả kia cô đi mua suốt ngày là cửa khóa tôi ở nhà em cửa bằng khóa. Dạ. Mà cô trước đó bị sao mà lại mất chú? Thì cũng biết rằng tự nhiên là viên cười nói khóc lau cái than thở rồi là khi thì nói là có mấy người đập con đấy khi thì nói là mấy người giết con đấy rồi khi thì là nói mấy người nhủ con đi chạy thế rồi cho nó đủ à, là long nói vậy hả? Thì nhiều khi cái vấn đề thần kinh nó không được ổn định ấy chứ thì về cứ nghĩ rằng là biết khi thì rửa giống có khi thì đập phá đồ lên trong nhà thoại hay tới đó là bên họ chứ hồ giúp gia đình nó rửa thấu rồi mua lại chứ. Dạ. Đập phá hết chứ giờ còn mất nữa. Dạ. Rồi có khi nào mà đánh chú không? Tôi 3-4 lần đi viện luôn. Ồ vậy hả? Đập cho quỳ chật giả giờ gối sân. Ồ vậy hả? Bởi vì to khỏe như vậy mà. Đó, thì cha thì yếu. Dạ. Cha già mệt giống mỏ nữa rồi đập to đập. Nhưng mà cô hồi đó sao lại mất chú? Cô hồi đó bị gì mà lại mất? Thì đi làm ăn đi phù hồ về ráo bị ô tô húc ấy. À, bị ô tô tông hả? Ồ vậy à? Là chưa được một năm chú ha? Vài ngày được một năm.
Mấy ngày nữa một năm? Trời. Nhà anh trần chắc quân đây chứ cô giảm ra khỏi cửa muốn nói. Mà tôi ở nhà em cửa bẩn khóa. Dạ. Nên tôi nói là nói rằng cửa khóa nói không. Khóa khóa với ông nó trống á. Cửa thì khóa với ông nói nhà trống á. Dạ. Mà mới coi ngày là tôi ra lên nè. Dạ. Vậy là suốt ngày là hai cha con cứ ở trong nhà với nhau vậy? Thì có khi tôi cũng đi, tôi làm có hai sao ruộng ở trong khóa cửa tôi trưởng khi đi là gửi dân làng. Dạ, dạ. Đó, nhưng mà dân làng, làng rồi... đó tôi đi ra là lâm bơ lâm con rồi, rồi đi. Rồi dân làng rồi có ai dám giữ ông hay là chỉ có ngó ngó vậy thôi chứ? Ngó ngó rồi chứ. Ngó 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 chứ dám không? Dạ. Hôm nay nhà đây là dân cũng dùm vô nè. Dạ, dạ. Sợ đúng không? Gần tả tả bổ khỏe luôn. Rồi bây giờ chú kêu Long ra đây cho con hỏi hỏi vài câu nữa nào. Long ơi, Long ơi, Long ơi, ra hỏi nhân ta hỏi không vài câu nữa. Đi 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 ra đây anh cho em tiền điên bánh này. Cho em tiền nha. Hả? Ok. Vui nha, vui nha. Rồi. Đây đây đây, đi ra đây để anh cho em tiền này. Cho tiền này bây giờ muốn đi yêu hay là điên bánh? Hả? Sao? Từng này đủ, đủ có đủ không? Không à? Sao không đủ? Bây giờ số tiền đó thì muốn cầm đi làm cái gì này? Hả? Bây giờ muốn đi làm cái gì này? Long? Sao không nói? Đó, to cao khỏe mạnh vậy đó quý vị mà tội nghiệp. Thôi nhưng mà nhà nhá, chứ đừng có đi đâu nhá. Ha. Thế anh nói mà nghe vậy là hôm sau anh tới đây anh lại cho em tiền tiếp, ok? chú đứng đây cho con trò chuyện tí. Thì rồi cái hoàn cảnh của chú thì con cũng tới đây con cũng thấy rồi. Dạ, thì ít nhiều gì đó thì con cũng hỗ trợ cho chú một phần nhá. Để chú phụ thêm để lo cho em. Dạ, hỗ trợ cho gia đình, cảm ơn cho tụi nó làm được chí, tụi già đúng mình chí kìa. Dạ, dạ. Vì đó chân chắc nuôi thằng ở đây chứ. Dạ. Thằng thứ hai có thì đi mà, sau đi phải chấp nhận phải ra đi rồi nuôi nuôi cha, nuôi con, nuôi anh mà. Dạ, dạ. Công tỷ tí đấy. Là đứa sau là bao nhiêu tuổi chú? Thằng thứ hai thì 30 tuổi nhưng mà nhìn cho trách một tí nè. Xíu hả? Ừ. Thằng cho trách nhỏ bằng nửa thằng nữa chứ mà mình phải đi để nuôi cha. Dạ. Yeah. Có biết đạp xe không? Hả? Không à? Đây, con xin gửi cho chú là số tiền là 3 triệu chú nhé. Dạ. Yeah. Đây, con xin gửi cho chú là số tiền là 3 triệu nhé. Dạ. Con xin tích 3 triệu trong cái số quỹ của con. Đó là của cô Phạm Mộng Lan ở Mỹ. Chú nhé. Cảm ơn. Dạ. Cô Phạm Mộng Lan là 2 triệu và của cô Vi Nguyễn là 1 triệu và tổng số tiền là 3 triệu. Dạ. Cảm ơn anh chị em ha. Dạ. Thì chú có cái điều gì muốn nhắn nhủ với tới các cô chú các mạnh thường quân không? Thì nói chung thì bên truyền hình thì là bên cảo cô làm việc đó thì giúp đỡ giáo đình cải mơ cải gì thì giáo đình cảm ơn cải đó. Dạ. Có được đấy. Dạ. Con xin giới thiệu về con chút xíu. Con là Thành Nguyên. Con có một cái kênh thiền nguyện đó là Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Con là làm cá nhân chứ không có một cái đài hay là một cái cơ quan tổ chức nào. Ở đâu có hoàn cảnh khó khăn mà người dân giới thiệu tới đó thì con tới đây con ghi nhận để con giúp đỡ. Thôi vậy chú nha. Thì coi như là cũng có duyên tới đây rồi biết được cái hoàn cảnh của chú. Thì con cũng hỗ trợ trước mắt là cho chú một phần vậy. Còn sau này mà các cô chú các mạnh thường quân mà có đồng cảm, có yêu thương cái hoàn cảnh của mình đó, gửi gắm cái gì thì con sẽ đưa tới tiếp. Cảm ơn. Dạ. Long ơi, Long, về nhá, bye bye nào. Chào nào.
Rồi, ok quý vị, bây giờ thì Thái Nguyên cũng xin kết thúc video tại đây nha quý vị. Kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe nha. Một lần nữa thì Thái Nguyên cũng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.